Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của Quang Anh. Trong clip này thì mình sẽ bắt một bầy cá lồng gồng được khoảng chừng một ngón tay rồi các bạn. Đây là cách bắt cá vô cùng đặc biệt, không tốn nhiều công sức. Xin mời các bạn theo dõi clip. Trước hết thì chúng ta xả bớt nước cái mương ra. Sau đó dựa vào bản năng của cá mà bơi ngược dòng thì chúng ta sẽ xả nước vào. Nước đang chảy vào rồi các bạn ơi. Các bạn hãy theo dõi nha. Rồi tiếp đó mình đào một cái rãnh để dụ cá bơi lên. Đây. Mình đào một cái rãnh. Mình muốn bắt cá ở chỗ nào thì mình sẽ đào một cái hố ở chỗ đó. Đào một cái hố. Đây. Rồi mình để một cái gỗ ở trên. Nước từ trên cao nó sẽ chảy xuống. Và cá với bản năng cá bơi ngược dòng nó sẽ bơi lên. Hiện tại đàn cá đang di chuyển lên nè các bạn. Đấy, cá di chuyển lên rất là nhiều luôn. Đấy. Có cái sặc nữa. Cá lóc thì được khoảng một ngón tay út. Cá di chuyển lên rất là nhiều các bạn. Hiện tại phía trên này cá rất là nhiều luôn. Đây, rất là nhiều luôn các bạn. Rồi mình chỉ đợi ngồi đợi thôi. Mình sẽ đợi cá lên nhiều nhiều thì mình sẽ chặn cái lối lên. Mình sẽ bắt cá. Không tốn nhiều công sức. Đây. Mình sẽ chặn một cái gỗ ở đoạn này. Rồi bắt cái đoạn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Chúc các bạn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.